xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Fisherman. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Thì trong tập ngày hôm nay mình vẫn sẽ tiếp tục đi bắt những cái dạng đặc biệt khác của Pokemon nha các bạn ơi. Đó. Và hiện tại thì mình đang ở tại cái vùng Flower Forest. Đây chính là vùng rừng hoa đó các bạn. Mình sẽ đi bắt những cái bông hoa vĩnh cửu nha. Hay nói cách khác đó chính là cái dạng đặc biệt của Floetti nha các bạn. Mang cái tên là Eternal Flower Floetti nha. Đó. Đó chính là cái dạng Floetti bông hoa vĩnh cửu đó. Đầu tiên thì mình sẽ lấy cái em Venusaur của mình ra cái đã. Cái con Venusaur hôm trước mình bắt kìa. Cái con cấp 32 đó. Đây rồi các bạn ơi. Thì cái con Venusaur này á, nó có cái chiêu Sweet Scent, hương thơm ngọt ngào. Đó, chiêu này có thể dẫn dụ được mấy cái em Floetti khác ra nha. Đó, mình sẽ xài cho các bạn coi. Đây, chúng ta đã gặp được một em rồi nè. Các bạn phải xài cái chiêu Sweet Scent đó tại cái vùng Flower Forest thì mới được nha các bạn. Còn xài tại những cái vùng khác thì không có được đâu. Mình sẽ chuyển qua Caesar coi thử coi. Và đây là một cái em Floetti màu xanh. Em này thì mình đã có rồi. Chắc mình sẽ tiêu diệt nó luôn nha các bạn ơi. Trời ơi, cái con màu xanh tôi có rồi mà. Đây, mình dứt nó luôn nha. Mày nè, dảnh củ tỏi liền. Rồi, chúng ta lại tiếp tục tìm thêm. Đó, có thể có may mắn nữa không các bạn à. Rồi, mình sẽ tiến hành tiếp tục dùng Sweet Scent ở đây nha. À, chúng ta lại gặp một cái con Floetti khác nữa các bạn ơi. Đây là Floetti màu vàng thì phải. Ô, mình run thì nó mất luôn. À, và hình như nó có một cái bông hoa Glacidia các bạn ơi. Đây chính là bông hoa dùng để biến đổi cái dạng của Saimin đó các bạn. Quá xịn luôn nha. Sẵn tiện để mình lấy Saimin ra cho các bạn coi nè. Đó, em Saimin của mình đang ở cái dạng Land Firm. Đó, chúng ta sẽ chuyển nó thành cái dạng Sky Firm nha các bạn. Không có thể đeo cho nó được, chỉ bấm chuột phải vào được thôi nha. Hiệu ứng biến rất là đẹp luôn các bạn ơi. Mấy cái lá nó bung bung kìa, rất là đã luôn. Và đây chính là Sky Firm Saimin nha. Nhìn nè, rất là xịn luôn. Và cái con Saimin của mình á, nó cũng có sẵn cái luôn cái chiêu Whistsen các bạn à. Rất là may mắn luôn. Để mình sợ cái con bóp mì này cái đã. Con này mình đã có rồi nè. Trời ơi, không ngờ cái vùng Flower Forest này nó có các bạn à. Mình cứ tưởng là phải đánh thêm một cái con Saimin nữa. Ai dè là mình đi tìm bông hoa là được. Ôi, hay vãi chưởng ạ. Đấy, Saimin này các bạn ơi. Để mình lấy Groudon ra tắt mưa cái đã. Trời ơi. Tự nhiên mưa nó to quá chừng à. Rồi, lấy Groudon ra tắt mưa thôi các bạn ơi. Em Groudon tôi để đâu rồi ta? Đây, mình phải cất một con vô trước. Đó, rồi mới có slot để mà lấy Groudon ra nha. Cái lờ của mình nó đã bị hỏng rồi bạn ơi. Nó đã bị hết hương liệu rồi. Đây, tắt mưa rồi các bạn à. Quá xịn xò luôn. Ây da, tôi bấm lộn, tự nhiên vứt cái tiên lôi cây xin này chi không biết nữa. Rồi. Đây chính là cái bông hoa Rasidia nha các bạn. Nó thường xuất hiện tại cái vùng Flower Forest nha. Wow, bây giờ mình mới biết luôn đó. Đúng là rất là xịn xò luôn. Đây chính là cái dạng Sky Saimin nè các bạn ơi. Và chúng ta không có thể chuyển nó về cái dạng Land Saimin được. Phải chờ nó vào buổi tối á, thì nó sẽ tự động chuyển về nha các bạn ơi. Ban ngày thì chúng ta click chuột phải bằng cái bông hoa Glacidia vào Saimin thì nó sẽ chuyển sang cái dạng Sky. Đó. Còn ban đêm thì nó sẽ về cái dạng Land thôi các bạn ơi. Rất là hay luôn. Mình gặp được cái con Flabébé nè. Cái con đó là cấp 1 của con Floetti mà mình định bắt đó. Thêm một em Floetti nữa. Con này màu trắng các bạn à. Con màu trắng thì mình chưa có. Mình sẽ tiến hành bắt nó luôn nha. Chắc tập ngày hôm nay chúng ta sẽ tiến hành đi bắt các cái bông hoa quá. Floetti thì mình còn phải bắt cho đủ 5 dạng đó các bạn à. Đó, một quả Whip Ball là thành công ngay. Đâu rồi, mình sẽ cùng kiểm tra coi Floetti. Đây các bạn ơi, mình đã có được hai màu rồi nè. Màu trắng và màu xanh da trời. Rất là tuyệt vời luôn. Và hình như Saimin nó đã chuyển về cái dạng Land rồi nè các bạn à. Đó, vào buổi tối thì chúng ta không có thể chuyển nó thành cái dạng Sky được nha. Đây, Saimin và bông hoa của bầu trời. Nghe rất là đã các bạn ơi. Rồi, để mình tiếp tục kiếm coi có cái con Floetti nào nữa không nha. Mình sẽ thử vận may trong tập ngày hôm nay.
Có thể chúng ta có gặp được cái dạng bông hoa vĩnh cửu Floetti không nha? Cái dạng đó nó hiếm cực kỳ luôn đó các bạn. Nani? Trời ơi, tự nhiên ra cái con dơi làm cái gì không biết nữa. Tôi dụ mấy cái bông hoa thôi mà. Sẵn tiện thì mình sẽ chế một cái Strongler hệ Fairy nha các bạn ơi. Đó, hệ tiên đó. Mình đeo thử coi. Bây giờ mình cất mấy cái berry vô cái đã. Trời ơi, rất là nhiều berry luôn. Ô, các bạn à, cái chuông của Thu Âu nó đã rung rồi nè. Ôi trời ơi, quá đã luôn. À, nguyên một ngày nay mình đi bắt mấy cái bông hoa thôi. Tối trở về mới thấy. Ôi, nó xịn thiệt sự các bạn à. Và chúng ta cùng chờ xem Thu Âu xuất hiện nào. Sắp rồi các bạn ơi. Chờ đến lúc hoàng hôn nha. Và... đây rồi các bạn ơi, đây chính là Ho-Oh của chúng ta. Cái hiệu ứng xuất hiện siêu đẹp luôn nha. Trời ơi, chờ đợi chắc cũng phải mấy chục ngày đó nó mới chịu xuất hiện các bạn à. Công nhận khó kinh khủng luôn. Quả đầu tiên Whitbon không có thành công rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành Phone Sweep nó nha. Cho nó còn một máu rồi mình sẽ ru ngủ nó. Để bắt cho nó dễ hơn đó các bạn ơi. Rồi, nó đã còn một máu rồi nè. Giờ tôi sẽ chuyển với cái con Venusaur nha. Venusaur cấp 37 của mình. Ây da, tiến hành ru ngủ nó thôi các bạn ơi. Ố, nó xài cái chiêu Whirlwind rồi nó chạy thoát luôn rồi. Trời ơi, xui vãi chưởng hả? Bây giờ mình phải đánh lại từ đầu thôi các bạn ơi. Lại Phone Sweep nó tiếp nha. À, con Ho-Oh này, nó cứ xài cái chiêu Whirlwind thì mình bị bó tay đó các bạn à. Rồi, bây giờ khi để nó đã còn một máu rồi thì mình sẽ chuyển sang cái con Venusaur để mà ru ngủ nha. Ô, nó lại xài Whirlwind nữa. Trời ơi, chơi mà chạy trốn hoài vậy con này. Thôi lại đánh lại từ đầu thôi các bạn ơi. Hãy cố lên mới được. Lâu lắm rồi chúng ta mới được gặp em Ho-Oh đó các bạn à. Chờ đợi rất là lâu rồi đó. Phone sweep một phát nữa cho nó còn một máu luôn nha. Hy vọng nó không có xài Whirlwind nữa các bạn ơi. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt nó luôn bằng Ultra Ball thử nha. Mình không có dám chuyển sang cái con Venusaur để mà ru ngủ đâu. Sợ nó dùng cái chiêu Whirlwind quá hả. Tiếp tục lại là một quả Ultra Ball nữa. Mình sẽ xài đâu đó tầm 3 tới 5 quả. Ồ, không được các bạn ơi. Các bạn chúng ta không có đủ may mắn rồi. Lại làm thêm một quả nữa coi. Các bạn nên quăng theo cách của mình nè, xài từ 3 đến 5 quả một loại á. Rồi mình chuyển qua cái loại khác các bạn ơi. Rồi lần này thì ru ngủ mới nè. Úi, ru ngủ không được các bạn ơi. Ru ngủ lại phát nữa. Ôi, chết queo Venusaur luôn rồi. Chắc mình sẽ cho Assert làm tăng cơ vậy. Lần này chắc quăng Summer Ball thôi. Trời ơi, Summer Ball này thì phải quăng rất là nhiều lần đó nó mới có tác dụng các bạn ơi. Trên 11 lần đó nha. Ui, nó lắc lâu lâu rồi nhưng mà không thành công các bạn à. Xui vãi chưởng ạ. Quăng thêm một quả nữa coi thế nào. Trời ơi, quăng Summer Ball nãy giờ chán rồi, mình chuyển qua Dust Ball các bạn ơi. Nó tốn rất là nhiều bon của mình nãy giờ luôn đó. Và hình như cái con Ho-Oh này nó cũng sắp hết chiêu rồi. Mình sẽ chuyển qua Safari Bon coi. Cái quả Safari Bon này á, các bạn sử dụng tại cái vùng Plain á, tại cái vùng đồng bằng á, thì nó sẽ tăng tác dụng rất là nhiều nha các bạn. Lại thêm một quả Safari Bon nữa coi. Mình khá là sợ Ho-Oh này nó hết chiêu rồi nó bị chết đó các bạn ơi. Chúng ta có nên dùng Master Ball không? Để recover lại cái đã rồi tính tiếp nha. Nên dùng Master Ball không ta? 19 quả Master Ball luôn nè. Thôi chắc để dành một xíu các bạn ơi. Vài bạn hơi bị ức chế cái vụ này nha. Mình sẽ thử quăng cái quả Lost Ball. Ôi trời ơi, nhưng mà không thành công rồi. Chuyển qua Ultra Ball vậy. Ultra Ball. Ôi, và chúng ta đã thu phục được cái em Ho-Oh rồi kìa. À, và ngoài này nó có thêm một cái em Milota nữa các bạn ơi. Ồ, nó xuất hiện tại cái vùng Sunflower Plain nè. Và buổi tối là Milota nó sẽ xuất hiện ngoài này nữa các bạn. Ui, xịn vãi chưởng hả. Hên quá, cái quả Ultra Ball cuối cùng thì lại được. Khá là may mắn cho chúng ta luôn. Milota này thì mình đã có rồi.
Chắc mình sẽ tiêu diệt nó luôn nha các bạn. Đấy. Chết queo luôn. Ồ, ây da, cái em ra ticket này thách đấu tôi nữa nè. Chết queo luôn. Để mình về đây mình coi thử các bạn ơi. Bắt được hơ ơ quá đã rồi đó. Xịn thiệt sự luôn đó các bạn à. Bây giờ thì đập cái cục đá này thôi. Rồi để mình kiểm tra coi. Miloetta. Đấy, Miloetta của mình nè các bạn. Để mình coi lại coi. Coi thử kích thước cũng như là các thuộc tính của nó. Ồ, con này thì không có trừ speed. Kích thước thì kích thước chuẩn các bạn ơi. Nói chung là rất là đẹp luôn. Ngon lành liền. Ra ngồi đây thử coi. Ủa, có một cái trainer nữ nè. Ồ, sẵn tiện thì mình sẽ dứt luôn nha bạn. Trainer nữ mặc đồ Pikachu. Chúng ta sẽ dẹp cái dàn Pokemon cũ này đi. Đây là cái dàn Pokemon mình dùng để mà bắt Ho-Oh đó. Mình sẽ dẹp nó đi nha. Sau đó thì mình sẽ thay mấy cái Pokemon khác để mà cho tụi nó lên cấp các bạn ơi. Đâu rồi, cất tụi này vô. Thay vô hết liền các bạn. Hit Trend nè. Đó. Nhớ là Celestia nữa. Rồi. Bây giờ thì thách đấu trainer này thôi các bạn ơi. Ngon lành quá hen. Quá xịn sò luôn. Ồ, mặc đồ Pikachu mà bắt được cái con mèo nè. Không hiểu luôn. Đốt cháy con mèo luôn nè. Mèo hả? Thành con mèo nướng luôn. Ây da, Magma Storm. Ủa, các bạn thấy không? Tuyệt chiêu siêu đẹp luôn đó. À, Quack Chop. Cái trainer nữ này toàn là Pokemon thường không à. Chết rồi, nó đã ru ngủ cái con hit trend của mình rồi các bạn ơi. Chắc mình phải chuyển qua cái con khác đi. Qua Scissor làm cho lẹ các bạn ơi. Trời ơi, tưởng trainer này Pokemon ghê gớm chứ. Ai về chỉ là Pokemon thường thôi. Mega lên chơi nó luôn nha các bạn ơi. Lâu rồi mình cũng chưa tiến hóa Mega đó. Lần này thì xài thôi. Đấy, một hit chết queo luôn. À, Nidorino. Wow, những con này lâu lắm rồi đó mình mới gặp lại đó các bạn à. Cắt kéo chữ X nè. Ngậm cử tợ nó luôn rồi. Quá xịn sò các bạn ơi. Để mình đi ngủ một phát cho nó hết mưa cái đã. Trời mưa to vãi chưởng ạ. Làm một giấc cho nó hết mưa thôi các bạn ơi. À, ngày hôm nay quá xịn sò rồi. Bắt được Ho-Oh còn gì nữa. Đây mình sẽ cho các bạn coi Ho-Oh của chúng ta nè. Để mình kiểm tra coi kích thước cũng như là các thuộc tính của nó nha các bạn. À, nó có xài một cái chiêu bên ngoài được đó. Con này thì các cái chiêu này cũng khá là được thôi. Ôi, nó cộng speed nhưng mà lại là kích thước small các bạn ơi, kích thước nhỏ. Ôi ơi, con này là thua kém cái con Lugia rồi. Để mình lấy Lugia ra cho các bạn coi nha. Ho-Oh thì thua Lugia về kích thước rồi. Lugia của mình hình như kích thước huge thì phải. Đúng rồi các bạn ơi, nhưng mà Lugia bị trừ speed. Ôi, hai con này trái ngược nhau nha. Để mình thử bay với Ho-Oh coi nha các bạn. À, rất là đẹp luôn nha các bạn ơi. Wow, siêu xịn sò luôn nè. Bây giờ mình sẽ kiểm tra PC coi mình đã có được bao nhiêu màu của Floret rồi nha các bạn ơi. Đâu rồi, mấy em Floret của tôi. À, Floret này các bạn ơi. À, hình như mình đã đủ được 5 dạng rồi nè. Đó, đây là tiến hóa của Floetty đó. Floetty thì mới có 2 dạng thôi. Chắc sẵn tiện ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đi sưu tầm cho đủ 5 cái màu của Floetty nha các bạn ơi. Chính xác là 5 màu, chứ không phải là 5 dạng. À, đây, mới có màu trắng, cũng như là màu xanh dương thôi. Ok, giờ thì mình sẽ tiếp tục xài Switzen tại khu này. À, để mà kiếm thêm mấy cái màu khác nhau của Floetty nha. Rồi, chắc mình sẽ chọn cái vị trí chỗ này quá. Floetty, 2 màu đúng không? Floret đã có được 5 màu rồi. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi bắt Floetty thôi các bạn ơi. Đó, xài Whitsen. Ui, trúng luôn rồi nè. À, và đây là con Floetty màu cam thì phải.
hình như là màu cam đó các bạn ơi. Mình sẽ bắt nó luôn bằng Whipball nha. Đó, cứ cái tên đầu tiên ấy, các bạn cứ dùng Whipball là chúng ta sẽ có được tỷ lệ bắt là 5x đó. Rồi, thành công luôn rồi nè. Để mình kiểm tra coi cái con hồi nãy màu gì vậy ta. Ôi, màu cam đúng rồi các bạn ơi. Chúng ta được 3 màu rồi nè, còn 2 màu nữa thôi. Và một cái dạng đặc biệt của nó nữa, có tên là Eternal Flower Floetti đó. Dạng đặc biệt đó thì hơi bị khó bắt cho lắm đó các bạn. Ui, là một phát nữa coi. Chúng ta phải chờ cái skill Whistle nó hồi lại nữa. Ồ, Cat Cool hả? Con này tôi có rồi, dứt nó thôi các bạn à. À, chắc mình sẽ lấy thêm một cái con nữa, đó chính là con Venusaur hồi nãy á. Đó rồi, con Venusaur cấp 32 hồi nãy của tôi đâu rồi. Đây các bạn ơi, con này nó cũng có Whistle nữa. Mình sẽ xài một lần hai chiêu luôn. Đây, xài con Simon trước nè. Ồ, ra được con Bức Mi. Dứt nó luôn nha, Bức Mi này mình đã có rồi. Energy Ball nè, ngẫm cửa tỏi luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ xài con Venusaur nha. Đó, xài một lần hai em luôn. Trời ơi, Lady Ba mình đã có rồi nè. Cái con bọ này, dứt mày luôn nè. Ui, không được các bạn ơi. Cái con Venusaur này á thì nó hơi bị yếu các bạn à. Nó mới cấp 32 thôi à. Chứ mình sẵn mình cũng train cho nó luôn đó. Rồi, tiếp tục xài Whistle. Ô, ra cái con gì đây? Đây là Flabébé. Con Flabébé này thì mình cũng chưa có luôn thì phải. Đây là cấp 1 của con Floetti đó. Ui, đây là Flabébé màu xanh dương các bạn ơi. Để mình kiểm tra PC coi, mình đã có được mấy màu của Flabébé rồi nha. Tìm Flabébé luôn. Đâu rồi, Flabébé của tôi. À, mình mới chỉ có được con màu xanh dương này thôi. Oh, cũng hay các bạn ơi. Ngon lành. Rồi, tiếp tục xài Whistle tại khu này thôi các bạn ơi. Đó. Ôi, đây là con Floetti màu vàng, mình cũng chưa có luôn. Lụm nó ngay thôi các bạn ơi. Đã thiệt sự. Ngon quá à. Lại thêm một em nữa. Đó, bắt dễ dàng vậy chưởng ạ. Rồi, để mình kiểm tra coi có phải là màu vàng không vậy ta. Mình sợ mình nhìn nhầm màu đó các bạn ơi. Ui, đúng rồi nè. Mình còn thiếu một con màu đỏ nữa thôi, cũng như là một con dạng đặc biệt nữa. Thôi, ráng kiếm nó trong tập ngày hôm nay luôn nha các bạn ơi. Metabot, tôi có rồi mà. Canh me xuất hiện hoài à. À lộn, mình phải lấy Venusaur ra để mà xài chiêu chứ. Cat Cool. Cat Cool này mình cũng có luôn rồi. Ôi, có một con boss Venusaur kìa bạn ơi. À, sẵn tiện để mình lên mình đánh boss rồi thử nha. À, đâu rồi, em Venusaur, hình như nằm ở trên đây thì phải. Venusaur. Đây, boss Mega các bạn à. À, boss Mega Rare thôi à. À, chết. Quăng lộn mỗi cái mon rồi, lấy hit trend ra mới được. Tự nhiên mình hứng quá, mình quăng cái con Venusaur ra luôn. Trời ơi. Xong tôi luôn. Rồi, để mình đốt nó nha. Magma Storm. Ôi, nó vẫn chưa chết các bạn ơi. Ồ, cái chiêu Magma Storm đẹp kinh khủng nha. Đây là bão Magma đó các bạn. Ờ, chúng ta được một cái Waterium Z cũng như là một cái Beetroot. Ui, cũng được. Cũng xịn sò đó. Ok, xuống và tiếp tục tìm thêm các cái màu khác của Floetti thôi các bạn ơi. Đây, bộ cái hiu cái đã. Rồi, tiếp tục Whistle nè. Đó, dùng những cái hương thơm ngọt ngào để mà dụ mấy cái bông hoa tới đó các bạn ơi. Ồ, dụ được một em nữa rồi nè. À, và đây là Floetti màu xanh da trời. Cái này mình đã có rồi. Thôi, dứt nó luôn. Razor Leaf. Ui, hên quá các bạn ơi, nó đánh mình không... Ồ, nó đánh mình không có xi nhê nhưng mà nó hút máu các bạn à. Khá là khó chịu luôn. Ngẫm củ tỏi không đi. Cái này thì hút máu với tôi nè. Đâu rồi, xanh da trời mình đã có rồi đúng không? Tìm thêm cái em màu đỏ nữa thôi các bạn ơi. Ồ, em Sun Kern hả? Con này là tiến hóa lên cái bông hoa hướng dương đó. Rồi, chờ một xíu để cho Whistle nó hồi chiêu đã. Ôi, Floetti. Ôi, con này màu đỏ các bạn ơi. Và đây là con Floetti thứ 5 của mình nha. Ngon lành. Cái màu thứ 5. Rồi, bây giờ thì ráng cho đủ hết các cái dạng của con Flabébé
Sau đó thì tìm luôn cái dạng Floaty Eternal Flower nha các bạn. Floaty dạng đó thì nó hơi khó xuất hiện đó. Đây, chúng ta đã đủ được 5 dạng rồi. Ráng kiếm được cái dạng thứ 6 đã. 5 dạng Floaty, 5 dạng Floret. Và chỉ có được một cái con Fla bé bé thôi. Rồi, giờ thì tiếp tục tìm Fla bé bé thôi các bạn ơi. Fla baby. À, con gì đây? Spaw Whip các bạn ơi. Spaw Sweet nè, ngậm cửa tởi luôn. Rồi, tiếp tục tìm nữa thôi. Ôi, gặp cái con này nữa. Mới xong mà. Gặp hoài à, con này nó không có tha mình đâu. Ồ, có một cái con Shiny Scatterbird nữa các bạn ơi. Để mình lên mình kiểm tra coi. Ôi, mình chưa có Scatterbird Shiny. Sẵn tiện thu phục nó luôn nha các bạn ơi. Ngon lành. Đâu rồi? Đây các bạn ơi. Em tí hon à. À, cái con Shiny thì nó màu trắng. Con thường thì nó lại là màu đen. Hay vãi ha. Ủa? Chạy đi đâu vậy? Đứng lại. Ây da. Chạy nè. Ui. Chạy nè. Lụm nó luôn các bạn ơi. Whipball thôi. Cái em Scatterbird Shiny này thì mới cấp 5 thôi. Đó. Làm một quả là thành công liền. Ngon lành canh đào. Rồi đi xuống tiếp tục bắt thêm Fla bé bé thôi bạn ơi. Ui ui, tìm nãy giờ chưa thấy con nào hết vậy. Ôi đây rồi các bạn ơi. Fla bé bé màu đỏ. Ồ, lụm mày luôn bằng Whipball nha. Mới nhắc một phát là xuất hiện luôn à. Người đâu mà linh dữ vậy. À, Pokemon đâu mà linh dữ vậy. Ờ, ngon lành liền. Rồi tiếp tục tìm tiếp thôi các bạn à. Úp, thêm một con Fla bé bé màu trắng nữa. Ồ, một lần hai em luôn. Ngon. Whipball phát nữa nha các bạn. Trời ơi. Ta nói thời nó tới rồi. Thời nó tới rồi. Ôi, thế là đã có được 3 màu rồi đó các bạn ơi. Đây là con Combi hả? Wow, con ong. Tiếp tục tìm nó nữa nè. Úi, Fla bé bé màu cam. À, xuất hiện nãy giờ liên tục vậy ta. Mình mới nhắc một xíu mà nó xuất hiện quá chừng luôn kìa. Đã vãi chưởng ạ. Rồi, thế là mình đã có được 4 màu của con Fla bé bé rồi. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra coi các bạn ơi. Fla bé bé, 4 màu rồi. Mình chỉ thiếu một cái con màu vàng nữa là đủ đó các bạn ơi. Tìm nãy giờ mà vẫn chưa thấy một cái bé Floaty Eternal Flower nào cả các bạn ơi. Úp. Và như đây là Fla bé bé màu vàng nữa bạn ơi. Các bạn có thấy nó không? Nó có chút xíu kìa. Trời ơi. Cái gì mà có một chút tẻo vậy? Lụm mày luôn bằng Whipball nè. Rồi, thế là chúng ta đã đủ được 5 màu của Fla bé bé rồi nha các bạn ơi. Đâu rồi? Ồ, 5 màu đã hoàn tất rồi nha. Rồi, thế là xong rồi. Mình cũng sẽ tắt thông báo cho hai con này luôn. Hay, cái con Eternal Flower Floaty tìm nó khổ quá. Đây, ra được cái con Floaty màu vàng nữa các bạn ơi. Tiếc là nó không phải là bông hoa vĩnh cửu. Cái bông hoa vĩnh cửu nó rất là đẹp luôn nha các bạn. Đó là cái dạng đặc biệt của Floaty đó. Nhưng mà tiếc một cái là tìm hoài không thấy thôi. À, con Combi này cấp 7 mà sung quá vậy. Ngẫm liền. Ôi, trên này nó có thêm một cái Eyeless Shrine nữa các bạn ơi. Ôi, hên vãi chưởng à. Ờ, nó kế bên nhau luôn nè. Wow. Mình không ngờ có thể tìm thấy nó dễ dàng như vậy đó các bạn à. Ui, xịn sò nha. Đây, chỗ này một cái Eyeless Shrine. Dưới kia có một cái nữa kìa. Ngon lành. Ôi, hay là sẵn tiện mình tìm thêm những cái bông hoa Gracidi thử coi. Đó, nó có nhiều như là những cái Eyeless Shrine này không nha. Đây, để mình đi vòng vòng mình kiếm coi bạn ơi. Các bạn phải thật là tinh mắt. Ôi, bông hoa Gracidi đâu rồi? Phải thật là tinh mắt anh em ơi. Tại vì nó nằm dưới đất lận. Rất là khó nhìn luôn. Ôi, đây rồi các bạn ơi. Lại thêm một bông hoa nữa nè. Đây. Đây chính là cái bông Gracidi thứ hai nha. Trời ơi, tao nói tìm nó dễ gì đâu đó. Được hai bông rồi nè. Rồi, mình sẽ tìm thêm một vài bông nữa coi. Trời ơi, tao nói xịn thiệt sự các bạn ơi. Ngon lành gành đào liền.
Rồi bên đây có không vậy? Phải đi mình tìm kỹ nãy giờ đó bạn ơi. Ở đây thêm một bông nữa rồi nè. À, ngon chưa? Công nhận nó xuất hiện cũng khá là phổ biến ha. Chẳng qua là mình không có chịu để ý thôi. Để mình tìm thử bên này coi, nó còn có cái bông nào dưới đất nữa không ta? Ừ, bên này có gì không? Toàn là hoa không à. Hoa quá trời hoa luôn. Cái này y chang là mình coi trong cái tập nào đó về Say Min đó các bạn ơi. Đó, Say Min nó sẽ chuyển sang cái dạng Sky khi mà nó tìm thấy cái bông hoa này nè. Đó, Say Min và bông hoa của bầu trời. Ui, hấp dẫn. Ok, thì tập ngày hôm nay quá là may mắn luôn các bạn ơi. Mình đã có được em Ho-Oh rồi nè. Sau bao nhiêu lâu chờ đợi thì nó cũng đã chịu xuất hiện rồi đó. Và đây chính là bộ đôi tòa tháp Ho-Oh và Lugia nha các bạn. Ồ, hai con này thì nó hơi bị trái ngược một xíu. Cái con nhỏ thì là cộng Speed, còn cái con lớn thì trừ Speed. Khá là hài hước luôn. Đây, bộ đôi tòa tháp đã hoàn thiện nha các bạn. Ôi, nhìn nó chúc đầu vào nhau kìa. Rất là đẹp luôn nha các bạn ơi. Xịn sò liền. Để mình cất tụi nó vô cái đã. Ngoài ra thì tập ngày hôm nay mình cũng đã tìm thấy khá là nhiều cái dạng của Fly bé bé nè. Rồi, Fly bé bé mình sẽ cho các bạn coi trước nha. Đây là Fly bé bé của chúng ta. Có tất cả là 5 màu chứ không phải là 5 dạng, mình cứ nhầm nãy giờ. Xin lỗi các bạn nha. Đây, màu xanh dương nè, màu đỏ, màu trắng, màu cam và cuối cùng là màu vàng nha các bạn ơi. Đó, đây chính là 5 màu của Fly bé bé nha. Ủa, một em chạy đi đâu mất tiêu rồi. À đây các bạn ơi. Trời ơi cái con này nó leo tùm lum quá à. Đây, 5 màu của Fly bé bé rồi. Rồi để mình cất tụi nó vô cho bạn nha. Để mình cất tụi nó vô trước cái đã. Kiếm cái chỗ nào trống trống mới cất được các bạn ơi. Bộ mon của mình giờ nó nhiều vải chữ rồi đó. Đây, Fly bé bé của chúng ta nè. Tiếp theo đó chính là Flow ST. Flow ST thì nó cũng có 5 màu và một cái dạng đặc biệt có tên là Eternal Flower Flow ST. Hay còn gọi là bông hoa vĩnh cửu Flow ST đó các bạn ơi. Nhưng mà tìm hoài nó không có chịu xuất hiện. Nên tập hôm nay tìm được 5 màu thôi à. Trời ơi, cái dạng đặc biệt đó nó đẹp kinh khủng luôn đó các bạn ơi. Nhưng mà khá là đáng tiếc. Đây chính là 5 màu của Flow ST nè. Mình có cái con Flow ST màu vàng nó hơi bị bự thì phải. Nó bự vải chữ luôn đó. Còn đây là những cái màu còn lại nè. Ngon lành chưa? Ồ, nhìn siêu đẹp luôn nha. Rồi, để mình cất 5 cái con này vô luôn nha. Và lấy Floret là cái dạng tiến hóa cấp 3 của tụi này ra luôn nha các bạn ơi. Đây, có chỗ cất rồi nè. Rồi, lấy Floret ra thôi các bạn à. 5 màu của Floret các bạn ơi. Đây, 5 màu của Floret nè. Ui, cái con này thì nó đẹp hơn mấy con còn lại ha. Tại vì nó là kiến tiến hóa cấp 3 rồi đó. Ui, nhìn nó siêu đẹp luôn nè các bạn. Ôi, rất là xịn sò luôn. Rồi, đây chính là màu đỏ. Ui, màu đỏ nhìn hơi bị lạ nha. Và cuối cùng là màu xanh dương. Đây chính là 5 màu của Floret nè. Ui, rất là đã luôn. Rồi, chắc tập hôm nay tới đây thôi các bạn ơi. Rồi, và mình cũng không quên là đã có được cái dạng Sky của Saemin rồi đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Nhớ để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới video này nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye!